Nốt cao vút, xuyên thấu, đơn lẻ, vang vọng khắp thánh đường. Nó như lơ lửng trong không trung, khi cậu bé duy trì nó lâu hơn khả năng thông thường của một cậu bé. Cậu bé là ngôi sao của dàn hợp xướng, nổi tiếng khắp thành phố và thậm chí xa hơn. Và mọi người từ khắp nơi kéo đến để có thể có cơ hội nghe giọng hát cao vút và hoàn hảo của cậu ấy. Nhưng vào đêm nay, chỉ có một số người rải rác giữa nhiều hàng ghế để nghe dàn hợp xướng khi họ luyện tập. Tất cả đều có lý do. Trong khi giọng ca của cậu bé vẫn ngọt ngào và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thì dàn hợp xướng đang ở thời điểm có chất lượng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Điều này xảy ra bởi vì nhiều cậu bé khác từng hát trong dàn hợp xướng đã biến mất. Dàn hợp xướng kết thúc bài hát của mình. Đó là tất cả bài hát của đêm nay, và cậu bé bắt đầu mặc áo khoác và thu dọn đồ đạc từ dưới ghế. Cậu bé có giọng hát hoàn hảo, cảm nhận được thứ gì đó trên vai mình và quay trở lại với vẻ sợ hãi. Nhưng đó chỉ là bàn tay của vị linh mục, người cũng là người chỉ huy của dàn hợp xướng. Vị linh mục là một người đàn ông già với khuôn mặt nhăn nhó nhưng hiền hậu, và ông nhắc cậu bé rằng cậu phải đi thẳng về nhà. Cậu bé hứa với vị linh mục rằng cậu sẽ trực tiếp đi về nhà mình, và vị linh mục trấn an vỗ vai cậu bé trước khi bỏ đi để nói những lời khuyên tương tự với các cậu bé khác. Cậu bé bước ra đêm tối lạnh lẽo khi cánh cửa nhà thờ nặng nề đóng lại sau lưng. Trời đang mưa nhẹ, cậu ấy kéo áo khoác của mình để cố gắng khỏi bị ướt và lạnh. Khi cậu bé bắt đầu đi, cậu để ý đến sạp báo đã đóng cửa bên kia đường. Các tờ báo trong ngày vẫn được treo bên ngoài và cho biết về một cậu bé khác đã mất tích. Cậu bé này đến từ thị trấn bên cạnh. Vẫn chưa có nguyên nhân nào dẫn đến vụ việc, và các bậc phụ huynh ngày càng tức giận với cảnh sát vì không có tiến triển nào. Khi cậu bé đi trên con đường tối tăm, cậu không nhận ra bóng người vừa bước ra từ một con hẻm tối gần nhà thờ. Nhưng ngay sau đó, cậu bé nghe thấy tiếng chân trên vỉa hè ẩm ướt phía sau. Cậu liếc qua vai và thấy bóng dáng đó đang đi cùng hướng với mình. Cậu bé nhìn thẳng về phía trước, không muốn thu hút thêm sự chú ý vào mình, và cố gắng tăng tốc độ. Khi cậu bé bước đi, đôi tai được huấn luyện tốt của cậu bé sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng bất cứ ai đang đi phía sau cậu cũng đã tăng tốc. Cậu bé không chạy, nhưng cậu cảm thấy một nỗi sợ hãi thực sự bắt đầu trỗi dậy. Cậu bé bắt đầu tăng tốc hơn nữa, và một lần nữa nghe thấy tiếng người phía sau tăng tốc theo. Cậu bé hiện đang đi rất nhanh, nên nếu cậu đi nhanh hơn nữa thì cậu sẽ phải chạy. Nhà cậu không xa, cậu dễ vào một góc là có thể nhìn thấy nó, một ngôi nhà nhỏ với ánh sáng ấm áp tràn ra ngoài cửa sổ. Cậu ấy biết rằng bên trong mẹ cậu ấy sẽ đứng trong bếp nấu bữa tối. Cậu biết rằng bên trong sẽ có sự bảo vệ khỏi bóng đêm và bóng tối. Cậu bé nhìn ra phía sau và thấy bóng dáng đó đang tiến sát. Cậu bé không thể đợi lâu hơn nữa và bắt đầu chạy. Và cậu đã nhìn thấy qua vai mình rằng bóng dáng kia cũng bắt đầu chạy. Cậu bé đang phóng nhanh hết sức có thể, chân hất nước từ vỉa hè lên. Cậu có thể nghe thấy bóng dáng ngày càng đến gần mình hơn. Đôi chân dài của người đó đuổi sát cậu một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cậu đã rất gần nhà của mình. Cậu đã gần đến được nơi khô ráo, ấm áp và an toàn. Cậu dừng lại trên những phiến đá ẩm ướt trước cửa và với lấy tay nắm cửa. Bên trong ngôi nhà nhỏ ấm áp, người phụ nữ đang nấu bữa tối giật mình vì tiếng cửa bất ngờ bật mở. Cô quay lại để nhìn thấy một cánh cửa trống. Cô bước ra đường nhưng cũng vắng tanh, không có gì ngoài tiếng gió và âm thanh gần như không thể nhận thấy của một nốt nhạc được hát lên, một nốt rất cao và đẹp. Điều gì đã xảy ra với cậu bé từng là ngôi sao sáng của dàn hợp xướng nhà thờ, và những gì trong số những cậu bé mất tích khác? Tất cả họ đã đi đâu? Có lẽ họ đã đến SCP-2678, một dị thường không gian bí ẩn, còn được gọi là một thành phố toàn máu. SCP-2678 là một không gian đa chiều mà cho đến nay chúng ta biết rằng có thể đến đó thông qua một lối vào, một cánh cửa ở tầng hầm nhà thờ Siena ở Siena, Ý. Thật kỳ lạ, vị trí không gian phía sau cánh cửa chỉ có thể được vào bởi những cá nhân nắm giữ những gì có thể được gọi là đức tin công giáo truyền thống. Có lẽ điều kỳ lạ hơn nữa là khi được phát hiện lần đầu tiên, cánh cửa dẫn vào không gian đã bị cấm và một tấm bảng kim loại đã được đặt bên cạnh nó với nội dung sở bất thường của tổ chức SCP. Điều này nghe có vẻ không đặc biệt kỳ lạ, nhưng nó đã khiến các đặc vụ đang điều tra nó khá ngạc nhiên vì không có tài liệu nào về việc từng tồn tại một cục bất thường trong tổ chức SCP. Tất nhiên là không tính đến SCP-3790, là một căn phòng khác có bảng hiệu tương tự. Nhưng tệp đó đã bị hội đồng O5 khóa, và chúng ta sẽ phải dành việc khám phá dị thường đó vào lúc khác. Quay lại với SCP-2678. Những cá nhân có đức tin công giáo khi vào không gian SCP-2678 nhận thấy rằng họ xuất hiện trong một cấu trúc nhỏ, giống như một căn phòng, dường như là một loại cơ sở hoạt động được dựng xung quanh cánh cửa. Chỗ này đã bị bỏ hoang, nhưng vẫn còn sót lại một số vật thể bao gồm tủ lạnh, phòng thí nghiệm y sinh, chứa nhiều mẫu máu và xương,
các loại máy ghi âm khác nhau, từ các loại máy cực kỳ cũ đến băng từ và một máy tính mà khi mở lên, nó yêu cầu thông tin đăng nhập của tổ chức. Tuy nhiên, tất cả các nỗ lực truy cập vào máy tính này đều không thành công vì nó đã từ chối tất cả các nỗ lực vì lý do không được cấp phép. Cũng được tìm thấy bên trong phòng là một bản nhạc cho khúc dạo đầu hợp xướng chưa từng được biết đến trước đó, có tựa đề Sun Golgotha, khi được dịch từ tiếng Ý có nghĩa là trên đồi sọ, với đồi sọ là tên của ngọn đồi mà Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh theo Kinh Thánh. Vật thể cuối cùng được tìm thấy là một bộ xương, mặc dù một số xương bị tiêu hao gồm xương hông và cả hai cẳng tay. Kiểm tra thêm bộ xương cho thấy nó thuộc về một nam thanh niên, mặc dù không thể xác định chính xác nguyên nhân cái chết, cũng như không rõ liệu bộ xương đã được lấy ra trước hay sau khi nam thanh niên qua đời. Khi ra khỏi phòng, khách đến SCP-2678 sẽ thấy rằng họ đang ở ngoại ô của một thành phố khổng lồ, đang lơ lửng giữa khoảng không màu đỏ cam. Thành phố này thực sự đồ sộ, có diện tích hơn 300 km2 và bao gồm các nhà thờ, cung điện, tất cả đều theo phong cách kiến trúc Gothic của Ý. Một cơn mưa không bao giờ dứt với chất lỏng màu đỏ đã được xác định là máu người rơi xuống thành phố và nhộm đỏ các tòa nhà. Và mặc dù thoạt nhìn chúng có vẻ được làm bằng đá cẩm thạch, nhưng phân tích đã phát hiện ra rằng tất cả các tòa nhà đã thực sự được xây dựng bằng xương người, đặc biệt là xương của nam giới từ 7 đến 12 tuổi. Các cuộc điều tra sau đó đối với vật liệu được tìm thấy trong tủ lạnh của căn phòng cho thấy máu và xương được lưu trữ là các mẫu được lấy từ khắp thành phố. Không có sự sống nào từ được quan sát thấy bên trong SCP-2678, mặc dù người viếng thăm đã báo cáo rằng họ đang nghe thấy một giai điệu cao vút dường như đến từ một nơi nào đó sâu trong mê cung của các cấu trúc. Mọi nỗ lực ghi lại âm thanh đều thất bại vì tất cả các thiết bị âm thanh đều gặp trục trặc khi ở trong không gian. Khi phát lại chỉ nghe được âm thanh của mưa máu ở mức âm lượng rất lớn. Điều này giải thích cho các loại thiết bị âm thanh khác nhau được tìm thấy ở căn phòng có khả năng được sử dụng trong những nỗ lực ghi âm không thành công. Những nỗ lực truy tìm nguồn gốc của giai điệu qua thành phố giống như mê cung sẽ dẫn đến cùng một tòa nhà. Đây là bản sao chính xác của nhà thờ Siena, nhà thờ có lối vào SCP-2678, mặc dù nó cũng được làm bằng xương và đã bị nhuộm đỏ vì máu. Trong khi bên ngoài nhà thờ hoàn toàn giống với phiên bản trong thế giới thực của nó, thì bên trong lại là một câu chuyện khác. Bên trong nhà thờ, người ta sẽ chỉ tìm thấy một đại phong cầm duy nhất, đàn có ống dài nhất, ống tạo ra nốt thấp nhất, bị cắt làm đôi và pedal tương xứng bị xé ra. Nhấn một phím bên trên đàn sẽ tạo ra một nốt nhạc giống giọng nam thiếu niên và mỗi phím có một giọng riêng. Cũng giống như đàn đại phong cầm thông thường, một nốt nhạc có thể duy trì trong thời gian dài khi phím được nhấn xuống. Mặc dù sau một thời gian giọng nói phát ra từ đàn có vẻ hoảng loạn, những nỗ lực để xác định xem đàn tạo ra các nốt nhạc như thế nào đều thất bại vì đàn không có hộp gió, ống thổi hoặc máy thổi nào thường di chuyển không khí qua các ống. Điều này còn có một tác dụng khác bên trong SCP-2678. Ngoài việc tạo ra âm thanh, bất cứ khi nào một nốt nhạc được phát ra, mưa rơi bên ngoài sẽ biến đổi thành nước thường. Nhưng cho dù nốt nhạc được phát ra trong bao lâu, các tòa nhà sẽ không bao giờ được rửa sạch và luôn tiếp tục bị nhuộm màu đỏ. Các kiểm tra được thực hiện trên đàn để xác định xem nó có thể duy trì một nốt nhạc trong bao lâu và phím C7 được nhấn trong hơn 20 phút. Trong thời gian đó, giọng hát tiếp tục cất lên, ngày càng trở nên căng thẳng hơn và nghe có vẻ hoảng sợ khi thời gian trôi qua. Cuối cùng, ở phút thứ 23, phím tự vỡ ra thành nhiều mảnh, vĩnh viễn loại bỏ khả năng tạo ra nốt đó. Phần còn lại của phím đó cũng được quan sát thấy chảy máu trong vài ngày sau thử nghiệm. Các cuộc thám hiểm được gửi đến SCP-2678 đã dẫn đến việc các đặc vụ dường như trải qua một số thay đổi hành vi mà hiện tại được cho là do vì nghe thấy tiếng đàn. Những thay đổi tâm lý đã bao gồm sự thích thú cao hơn đối với âm nhạc của dàn đồng ca, niềm tin mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào tôn giáo, tin tưởng hơn vào những người có thẩm quyền, ít tin tưởng hơn vào những người đến từ địa vị xã hội hoặc có tình trạng kinh tế kém hơn và không muốn báo cáo tội ác của các đồng nghiệp trong tổ chức SCP. Những thay đổi này dường như là vĩnh viễn vì không có bằng chứng nào về việc chúng sẽ mờ dần theo thời gian. Thật không may, có rất ít hoặc không có tiến triển nào trong việc tìm hiểu không gian bí ẩn và đáng kinh ngạc này, cũng như sự hiện diện của một cơ sở của cuộc bất thường có ý nghĩa gì. Vì vậy, trong thời điểm hiện tại, tất cả các cuộc khám phá tiếp theo bên trong đã bị hủy bỏ. Lối vào ở tầng hầm của nhà thờ Siena một lần nữa đã bị cấm, bị ẩn sau một giá sách, và việc tổ chức có thể dễ dàng xử lý dị thường không gian này đã khiến nó được xếp loại an toàn. Bạn nghĩ SCP-2678 thực sự là gì? Ai đã xây dựng thành phố kỳ lạ bằng máu và xương này? Hay thậm chí, liệu nó có phải được xây dựng bởi một người nào đó? Hãy cho tôi biết giả thuyết của bạn trong phần bình luận. Và sau đó, hãy xem thử SCP-783 gã bể cong để biết một dị thường khác liên quan đến một chiều không gian đáng sợ mà chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận. Và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký và bật thông báo
để không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.